Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về phần mềm Enscape cho SketchUp. Buổi đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu giao diện cơ bản của phần mềm Enscape cho SketchUp. Sau khi bạn cài Enscape cho phần mềm SketchUp thì sẽ xuất hiện thanh công cụ Enscape. Nếu như sau khi bạn cài mà chưa có hiển thị thanh công cụ này ra khỏi màn hình SketchUp thì bạn hãy vào thanh trình đơn của SketchUp và lấy chuột phải vào và bạn sẽ lấy thanh công cụ Enscape ở đây. Trên thanh công cụ Enscape dành cho SketchUp thì có tất cả là 13 tính năng, 13 lệnh đúc lệnh cơ bản. Mình sẽ giới thiệu các bạn từng tính năng từ trái qua phải để các bạn hiểu rõ giao diện cơ bản của phần mềm Enscape, và sau đó mình sẽ chốt lại là những tính năng nào quan trọng mà các bạn hay sử dụng để các bạn lưu ý. Đầu tiên là nút khởi động màn hình Enscape. Khi bạn chọn vào nút khởi động này thì màn hình Enscape sẽ hiện ra. Đây là màn hình giao diện chính và quan trọng nhất của phần mềm Enscape. Trên màn hình giao diện chính thao tác Enscape này cũng có rất là nhiều lệnh. Mình sẽ làm video sau để hướng dẫn những lệnh trong giao diện chính của màn hình Enscape này để các bạn nắm rõ hơn. Nút lệnh thứ hai trên thanh công cụ Enscape đó là Line Update. Cái này dùng để cập nhật những thay đổi. Khi mà bạn điều chỉnh hay là thay đổi trên SketchUp thì màn hình Enscape cũng sẽ thay đổi theo. Ví dụ thay đổi vật liệu, thay đổi model thì màn hình Enscape nó cũng sẽ luôn luôn cập nhật. Cho nên trong quá trình làm việc thì bạn hãy luôn luôn click vào nút lệnh này. Nút lệnh thứ ba đó là đồng bộ góc cam. Cái này thì thường mình không có sử dụng, bởi vì khi bạn sử dụng tính năng này thì máy của bạn sẽ hoạt động nặng hơn và mình cũng cảm thấy không có cần thiết. Cũng có khi dùng nhưng mà hầu như sẽ là rất là ít. Tính năng này, khi bạn chọn tính năng này thì góc cam giữa SketchUp và Enscape sẽ đồng bộ với nhau. Còn khi bạn tắt tính năng này đi thì đồng bộ hai góc cam này sẽ không có đồng bộ nữa. Thường thì mình không có thích vào tính năng này. Nút lệnh thứ tư đó là Enscape Object. Cái này dùng để tạo ra các đèn nhân tạo cũng như là quản lý thông số của đèn nhân tạo trong Enscape. Ví dụ như đèn Sphere, Spot, đèn Light, Rectangle hay là đèn dĩa. Mình sẽ có một video nói kỹ hơn về những loại đèn cũng như là những cái thông số đèn của phần mềm Enscape này. Buổi đầu tiên thì mình chỉ nói sơ qua để các bạn nắm cơ bản. Nút lệnh thứ năm đó là Asset Library. Cái này, thanh công cụ này thì để lưu trữ những model được cho sẵn của Enscape. Có tất cả là 4.346 model đối với phiên bản 4.1 ở một Enscape Asset. Còn cái kích tầm asset này á, thì là những model mà bạn sẽ tạo ra và bạn sẽ update cập nhật vô trong này. Ví dụ như cây cỏ, nội thất, vân vân. Cái này thì mình sẽ tự làm hoặc là bạn mua của những nhà phát triển. Hai cái này á, thì mình sẽ có một video hướng dẫn kỹ hơn về cách để tạo ra các model dạng proxy này, cũng giống như bên đây vậy, nó cũng thuộc dạng proxy để khi mà sử dụng thì nó sẽ nhẹ hơn chứ không có dùng trực tiếp cây cối bằng cao su. Nếu dùng trực tiếp cây cối bằng cao su thì hiển thị bên Enscape sẽ rất là nặng, cho nên hầu như để sử dụng thì chúng ta phải làm dạng proxy này. Kích tầm asset nó sẽ chứa những proxy này. Cái thứ 6 đó là Enscape, thư viện Enscape. Cái này là thư viện vật liệu Enscape cho sẵn chúng ta. Có 425 vật liệu trong này. Ví dụ như vải, gạch, bê tông, vân vân. Mình thì mình ít sử dụng vật liệu trong này, bởi vì vật liệu trong này theo mình thì nó không có độ phân giải không có cao lắm, cho nên không có đẹp, cho nên thường mình không có xài. Chủ yếu là mình sẽ tự tạo vật liệu. Đa phần thì mình sẽ tự tạo vật liệu cho riêng mình. Cái thứ 7 là cũng cực kỳ quan trọng. Thanh công cụ tạo vật liệu Enscape Material Editor.
Cái này thì thêm công cụ tạo vật liệu của Enscape cũng giống như các phần mềm khác, thì phần mềm nào cũng có thêm công cụ này. Của Enscape thì nó đơn giản hơn Vray, nó chỉ có một vài tính năng chính của khi mà tạo ra vật liệu. Mình sẽ có một bộ video hướng dẫn tạo vật liệu trong Enscape sử dụng thêm công cụ này để các bạn nắm rõ hơn. Hôm nay thì mình chỉ giới thiệu sơ là như vậy, cái này cũng rất là quan trọng các bạn. Thêm công cụ thứ 8 là Upload Management. Cái này thì để up những cái dự án, những hình ảnh cũng như là panorama mà bạn tạo ra lên trang chủ của Enscape, lên hệ thống lưu trữ của Enscape. Cái này thì mình cũng ít dùng cho nên mình cũng không có quan tâm lắm, mình cũng bỏ qua. Cái nút là thứ 9, General Setting. Cái này cũng rất là quan trọng. Khi bạn khởi tạo Enscape lần đầu sau khi cài, thường á, thì hai phần dưới á, thì không quá quan trọng, mình cũng không quan tâm. Chỉ cái phần trên cùng là rendering. Cái này thì mình sẽ tích hết vào những tính năng trên này. Mình để tích hết để ảnh render của mình thì nó sẽ được chất lượng hơn. Thì trong đây nó sẽ dùng, nói chung là hỗ trợ một số tính năng để tính toán nâng cao cho Enscape Ray Tracing, có nghĩa là kỹ thuật dò tia sáng, dò tia sáng trong cái phần mềm là tính toán di họa 3D. Cái này là tính năng đầu tiên, thì là tối ưu hóa phần cứng cho cái kỹ thuật Ray Tracing này. Cái thứ hai là dùng kỹ thuật này để tính toán bóng đổ cho mặt trời. Cái thứ ba đó là sử dụng card đồ họa để cử noise cho bóng đổ. Cái thứ tư này là bật tính năng ray tracing cho đèn nhân tạo. Cái thứ năm là tăng cái tốc độ con nhìn đó. DLSS cho Nvidia, nghĩa là khi bạn bật tính năng này thì khi bạn thao tác bên Enscape nó sẽ mượt hơn. Thì nói chung mình sẽ tích hết vào những tính năng này để ảnh của mình render được tốt hơn. Các bạn cũng nên vậy. Còn cái này là support, cái này là gửi những thông tin cũng như những phản hồi của người sử dụng đến nhà phát triển phần mềm. Cái này thì mình cũng không có quan tâm, mình không có dùng. Cái này là about, cái giống như phần mềm khác. Cái nút lệnh này thì nó chứa những thông tin của phần mềm cũng như phiên bản mà phần mềm mà sử dụng, mình cũng bỏ qua luôn các bạn. Cái này Enscape Store, cái này là viếng thăm cửa hàng của Enscape trên trang chủ. Cái này mình cũng không có dùng tới, mình cũng bỏ qua. Cái này là Child Account, cái này là tài khoản trao của bạn. Trên này thì để dùng để quản lý những dự án mà bạn up lên đó. Này mình cũng không có sử dụng cho nên mình cũng không quan tâm lắm. Nói tóm gọn lại là buổi đầu tiên giới thiệu về giao diện chính của Enscape thì có 13 thanh công cụ cơ bản, thì mình sẽ nắm những thanh công cụ chính nào để mình sử dụng phần mềm Enscape cho SketchUp. Thì trên thanh công cụ của Enscape bạn cần nắm 4 nút lệnh chính quan trọng nhất. Đầu đầu tiên á, là nút khởi động Enscape. Đây là nút khởi động màn hình Enscape, đây là màn hình Enscape. Và cái này là quan trọng nhất. Toàn bộ thao tác thực hiện chính của bạn thì nằm ở trên này. Cái thứ hai đó là Enscape Object, cái này dùng để tạo cái đèn nhân tạo trong Enscape, quan trọng thứ hai. Cái thứ ba đó là kết Asset Library, cái này là quan trọng thứ ba, dùng để lấy những model có sẵn của Enscape cũng như những model dạng proxy chúng ta tạo cho nó up vào trong đó. Cái thứ tư đó là thêm công cụ chỉnh sửa vật liệu của Enscape. Bốn cái này là bốn cái quan trọng và luôn luôn được sử dụng liên tục trong quá trình thao tác Enscape. Cho nên bạn cần phải nhớ bốn thanh công cụ này. Nói tóm gọn lại thì buổi 1 thì mình chỉ giới thiệu sơ bộ như vậy. Còn video sau thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng thanh công cụ để các bạn hiểu rõ hơn. Cảm ơn bạn đã xem video và nhớ subscribe kênh để xem những video hay tiếp theo cũng như là nhận được những tài liệu mà mình sẽ chia sẻ bên dưới. Chào các bạn.